Cả lớp 2D hôm nay ai cũng háo hức vì tiết học bơi đặc biệt. Những học sinh mới 7 tuổi sẽ trải qua một thử thách, bơi trong rác. Những chai nhựa quanh thuộc hàng ngày, nếu bị vứt bừa bãi xuống sẽ giống như một biển nước đầy rác ô nhiễm như thế này. Con cảm thấy khó chịu khi bơi trong hồ bơi có đầy rác. Rác làm cho việc bơi của chúng con chậm hơn. Những chai nhựa cứ đụng vào người con có cánh tay để đẩy nó ra, nhưng cá thì không có tay. Sau khi trải qua thử thách, các em tự tay thu gom và phân loại rác thải. Những bài học trực quan đầu tiên về môi trường và tác hại của rác thải dần hình thành trong ý thức của các em. Con đã thấy hình ảnh của con ruột biển bị mắc kẹt ở trong bao ni lông. Con đã học được tầm quan trọng đối với việc giữ cho đại dương sạch. Con không muốn cá chết. Rất là bất ngờ, cách thức học rất là tương tác và rất là thú vị. Bởi vậy như này các cháu rất là dễ dàng nhận thức được cái tác động của rác đến môi trường, đặc biệt là những cái môi trường mà các cháu yêu thích là bể bơi, là biển. Bài học nó cũng rất là rõ ràng và nó rất là thuyết phục. Tiết học không chỉ giúp các em nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, mà nó còn trở nên thú vị khi các em hóa thân thành hải tặc, vượt qua biển rác để tìm kho báu. Từ thắc mắc hải tặc thì để rác ở đâu của các em, tôi đã nảy sinh ra ý tưởng này. Từ đó tôi muốn tập trung cho các em các bài học về trách nhiệm và tính bền vững của môi trường. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là dạy học sinh tôn trọng bản thân, tôn trọng lẫn nhau và bảo vệ hành tinh này. Tôi hy vọng hoạt động này sẽ được lan truyền, mọi người sẽ cùng nhau làm cho Việt Nam, cũng như hành tinh của chúng ta trở thành môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cũng xin được nói thêm là bể bơi rác này và đặc biệt là những chai nhựa đã được các thầy cô chuẩn bị khá là kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến sức khỏe của các em học sinh, mà điều quan trọng nhất là để các em hiểu ảnh hưởng của rác thải đến với môi trường sống như thế nào.